Lấy hà giang nắng hồng gọi máy, bức tranh đẹp ngờ là tiền cánh. Núi nghiêng mình yêu thương, cao nguyên đa sang bừng kỳ vi. Mùa tháng ba lòng mãi thôn thương, tiếng khen nơi xa mai ngút ngàn. Đường hạnh phúc nghĩa tình hoa máu, Má Bi lèng hùng vĩ non sông. Hà Giang ơi sao mà yêu thế, lúa vào mùa xây cá thi nhân. Cô gái mèo thổi hồn vào đất, tam giác mạch hương sắc nghiêng trời. Hà Giang ơi sao mà nhớ thế, câu vai về ai nhớ tương tư. Thương mảnh đất nên thơ chất phát, thương quê hương cực bắc yên bình. Thôn thức tiếng khen nơi xa mai ngút ngàn. Không quan trọng là bạn có bao nhiêu follow hay là like trên TikTok, nhưng mà nếu mà bạn không thể kiếm tiền được từ nền tảng TikTok này á, thì những con số trên đều trở nên vô nghĩa. Và mình đã nói chuyện với rất là nhiều nhãn hàng và đa số họ đều có những cái lượng follow rất là khủng, nhưng mà đa số họ thì đều không thể bán hàng được và không thể ra đơn được vì họ chưa có một chiến lược vận hành đúng đắn. Vậy thì làm sao để kiếm được tiền từ nền tảng TikTok đó? Và quyển sách Từ Điển Xây Kênh Từ Cơ Bản Đến Thành Công sẽ giúp bạn làm được những điều trên thông qua những chiến lược rất là cụ thể và chi tiết, để bạn làm đúng content nhắm đến đúng đối tượng khán giả của bạn và mang đến đúng những thứ mà họ cần. Một cuốn sách gì mà vừa mới ra đời đã bán được hơn 10.000 cuốn mà trong kệ sách của chúng ta, ai mà đang phát triển trên mạng xã hội cũng cần phải có. Một cuốn sách mà rất nhiều idol top top, dù ta đã phát triển kênh bao nhiêu triệu follow rồi, người ta vẫn đọc. Một cuốn sách hội tụ đầy đủ những thuật toán cũng như là những từ ngữ, những từ điển để các bạn cần phải có xây cho mình một kênh top top. Hãy lắng nghe những ý kiến của những idol các bạn nhé. Ra rất là nhiều việc luôn, để cảm ơn anh, cảm ơn thầy. Mua của thầy một cuốn rồi, rất là ok luôn đó mọi người. TikTok mà mình chưa từng được thành công trong việc chia sẻ kiến thức của họ, mình mới tạo cái quyển Từ Điển Xây Kênh này để cảm xúc cho các bạn. Quyển này được viết bởi anh Cấn Mạnh Linh, người mà mình cực kỳ ngưỡng mộ vì hồi đầu mà TikTok còn được sơ khai thì anh ấy đã tiên phong trong việc làm video ngắn rồi. Thầy cũng sẽ là tổng hợp tất cả các kiến thức để bạn xây được một kênh thành công. Nhờ TikTok mà có thể trả được nợ, mua được xe, thành lập được một công ty, rất nhiều người thành công được trên TikTok. Đó là câu chuyện của tác giả sách TikTok Giành Thiên Hạ, anh Cấn Mạnh Linh. Có quyển sách này trong tay, bạn sẽ biết được 7 mô hình siêu kiếm tiền trên TikTok, bí kíp của các hot TikToker, quy trình xây kênh TikTok chuyển đổi cao 6+2. Mình đã mất rất nhiều thời gian, thậm chí là suýt mất kênh bởi vì không biết những nguyên tắc của TikTok. Những bí kíp về TikTok đều nằm ở trong đây. Đây là những gì bạn cần bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân và kiếm tiền TikTok. Hãy click vào link bên dưới nhé.